Như Danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Lời đầu tiên xin cảm ơn anh Liêm và chị Chi đã tổ chức cái lễ 30 năm phồn phối này, cũng như là cảm ơn tất cả các sơ đã tạo điều kiện để cho các anh chị tổ chức cái thánh lễ ngày hôm nay. Rồi nữa là cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý anh chị, bạn bè xa gần đã đến đây để chia vui với anh Liêm và chị Chi. Chúng ta nhìn vào hai anh chị để rồi chúng ta thấy đó là mẫu gương trong đời sống hôn nhân, và hy vọng rằng chúng ta cũng sẽ đạt tới cái mức đó và còn hơn thế nữa. Tại vì anh Liêm, chị Chi đâu dừng lại 30 năm này, có thêm 30 năm nữa sao? Nha? Rồi mình lại tiếp tục. Đó. Thì những anh chị chúng ta trẻ, chúng ta tiếp theo sau đó, thì chúng ta nhìn thấy đó. Để rồi chúng ta thấy rằng cái đời sống hôn nhân đó, nó không phải là nhàm chán. Nha? Nhưng mà là sao? Nó sẽ là đổi mới và đổi mới mãi nếu như chúng ta biết yêu thương nhau. Tại vì một khi đã yêu thương nhau thì muốn làm gì thì làm, như Thánh Augustino đã nói. Tự nhiên nó sẽ có sáng kiến thôi à. Còn nếu mà người ta không yêu thương nhau thì người ta thấy cái nào cũng chán. Đã. Vậy qua thánh lễ ngày hôm nay chúng ta hãy xin Chúa ban không chỉ là cho anh Liêm, chị Chi cũng như là, mà cho tất cả mọi người chúng ta, các cặp vợ chồng, chúng ta tìm được cái niềm vui ở trong đời sống hôn nhân gia đình, để đời sống hôn nhân gia đình của chúng ta thật sự là niềm vui hạnh phúc. Giờ đây chúng ta hãy thành tâm năn thống hối những lỗi lầm thiếu sót trong đời sống của chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng sáng tạo muôn loài, ngay từ thuở ban đầu Chúa đã dựng nên người nam và người nữ để họ kết duyên thành bạn trăm năm. Xin rộng ban phúc lành và củng cố đời sống hôn nhân của anh Liêm và chị Chi, để càng ngày họ càng trở nên hình ảnh trung thực của sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiện trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Bài trích sách huấn ca. Phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng, được an vui suốt cả cuộc đời. Vợ hiền là số tốt phận may dành cho những người kính sợ Đức Cha, Đức Chúa. Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui. Lúc nào nét mặt cũng tươi cười. Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc. Vợ khôn khéo thì chồng được nở mặt nở mày. Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban, không chi sánh bằng người có giáo dục. Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời, không chi quý giá bằng người tiết hạnh. Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh,
của Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Phúc lộc cho người biết tôn sở Chúa. Phúc lộc cho người sống theo đường lối. Công phúc tay người làm ra sẽ ăn lòng. Bao nhiêu vận hạnh và phúc lộc dư tràn. Tín hiệu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy sống trong tình yêu thương như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã nộp mình vì chúng ta. Anh em hãy phục tùng nhau trong sự kính sợ Đức Kitô. Các bà vợ hãy phục tùng chồng như phục tùng Chúa. Vì chồng là đầu người, vợ như Đức Kitô là đầu hội thánh. Chính người là đấng cứu độ thân thể mình như hội thánh. Phục tùng Đức Kitô thế nào thì người vợ cũng phục tùng chồng trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ như Đức Kitô yêu thương hội thánh và nộp mình vì hội thánh. Để thánh hóa hội thánh, khi người dùng nước và lời thanh tẩy hội thánh để bày tỏ cho một mình một hội thánh vinh quang, không tỳ ố, không vết nhang. Hãy mắc điều gì hay mắc điều gì khác tương tự, nhưng để hội thánh nên thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ. Nhưng nuôi dưỡng và chăm sóc nó, Đức Kitô đã nuôi dưỡng và chăm sóc hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân thể người, bởi thế
người nam sẽ rời cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao, tôi muốn nói về Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy, mỗi người trong anh em hãy yêu thương vợ như chính mình, còn vợ hãy kính trọng chồng. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Như cha đã yêu mến thầy, thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của thầy. Nếu các con tuân giữ huấn lệnh của thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của thầy. Cũng như thầy đã giữ huấn lệnh của cha thầy, nên thầy ở lại trong tình yêu của ngài. Thầy đã nói với các con điều đó để niềm vui của thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là huấn lệnh của thầy: các con hãy yêu mến nhau như thầy đã yêu mến các con. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý sơ, quý bà, anh chị em, tình yêu nó thật là kỳ diệu. Sức mạnh của tình yêu người ta nói là chiến thắng sự chết. À, tình yêu phát sinh ra sự sống. Và chính Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, là nguồn mạch tình yêu. Và cái tình yêu nơi Ngài đó, nó tràn đầy đến nỗi mà sao? Nó tràn lan khắp địa cầu này. Và Ngài muốn cái tình yêu của Ngài được tràn lan, thể hiện qua chính cái đời sống hôn nhân. Nên cái việc mà hai người kết hôn với nhau, hay là những ông bà anh chị em nào chúng ta đang sống trong đời sống hôn nhân gia đình, thật sự không chỉ là đơn giản là chúng ta đang sống cho bản thân mình, nhưng mà chúng ta nhớ rằng sao? Chúng ta sống là sống cho Chúa, và chúng ta chết là chết cho Chúa. Hay là nói cách khác, khi mà chúng ta đang sống cái ơn gọi hôn nhân gia đình đó, đó là chúng ta đang làm chứng cho Chúa, làm chứng cho Chúa một tình yêu duy nhất, một tình yêu không thay đổi, một tình yêu mãi muôn đời, tình yêu giữa Chúa Kitô với Hội Thánh, một Chúa Kitô và một Hội Thánh. Đấy, chúng ta thấy tình yêu ở trong giáo hội đó, nha. Bao giờ giáo hội nó cho phép ly hôn không? Không. Chỉ trừ trường hợp kêu là sao? Hôn nhân mà bất hợp pháp thôi. Chứ là sao? Trong giáo hội không có cái chuyện mà ly hôn. Để vì bởi vì sao? Bởi vì cái tình yêu của đôi bạn ấy, đôi vợ chồng ấy, nói lên tình yêu giữa Chúa Kitô với Hội Thánh mà. Thì đâu có chuyện mà sao Chúa Giêsu Kitô lại loại trừ Hội Thánh, hay Hội Thánh loại trừ Chúa Giêsu Kitô. Thế là không có tình yêu rồi. Nha. Cái tình yêu nó đẹp, nó trọn vẹn. Đó, khi mà chúng ta thấy rằng có Chúa hiện diện ở đó. Và Chúa muốn mỗi người chúng ta tiếp tục làm chứng cho cái tình yêu đó. Nha.
Và trong cái bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe thì chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu nói với các môn đệ: như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con, hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Đó. Mà muốn ở lại trong tình yêu của Chúa thì chúng ta làm cái gì? Nếu các con tuân giữ huấn lệnh của Thầy, các con sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy. Cũng như Thầy đã giữ huấn lệnh của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Quý ông bà anh chị em, nếu mà chúng ta ở trong tình yêu thật sự nha, tình yêu thật sự, tình yêu như Chúa Kitô yêu thương hội thánh, cái tình yêu nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ, lo lắng, thì thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc. Đó. Bây giờ hỏi các bà cần tình yêu hay là các bà cần tiền? Thường thường mấy ông nói là đi làm về là bao nhiêu tiền là phải đưa hết cho các bà. Đó. Thì như thế các bà sẽ vui. Cũng chưa chắc. Chưa chắc phải như thế. Người ta cứ nghĩ rằng sao chồng đi làm về đưa bao nhiêu tiền là đưa hết cho vợ, như thế là yêu. Chưa chắc. Ai biết là ông có cái quỹ đen, quỹ đỏ, ông để đâu, ai biết đâu. Đó. Không phải là như thế đâu, thưa quý ông bà, anh chị em. Nhưng mà sao người hạnh phúc, người vợ cảm thấy hạnh phúc vì được yêu. Đó. Được chồng quan tâm, lo lắng, hỏi han. Nếu mà sao chồng không có quan tâm, không có để ý. Hôm nay nha, mới mặc cái bộ áo đẹp vô nha, hay là mới làm cái đầu tóc mới gì đó, lượn tới lượn lui mà thấy ông không thấy ông nói gì hết á. Rồi bắt đầu là chết rồi, hết yêu rồi. Đó. Nên thưa quý ông bà anh chị em, các bà phải nói là sao? Xem ra khó khăn, nói có là không, nói không là có. Nhưng thật sự ra lại là rất là đơn giản. Nhá, nếu như họ cảm nghiệm được người chồng yêu thương mình, quan tâm tới mình. Và các ông cũng thế, các ông đừng có vô tư. Như thôi thì em mặc cái gì cũng thế, cũng đẹp thế. Bây giờ làm cái đầu tóc mới thì cũng vậy mà thôi. Không, khen tiếng đi. Đó. Cái tình yêu nó đẹp là vậy đó. Khi mà người ta biết quan tâm tới nhau, đó, người ta biết để ý tới nhau, đó, thì nó sẽ đẹp. Hãy ở lại trong tình yêu của Chúa. Khi chúng ta tuân giữ các giới răn của Chúa, chúng ta ở lại trong tình yêu của Ngài, thì chúng ta cảm thấy đó là hạnh phúc. Và cái này là nói là tình yêu đích thực nha, chứ không phải là cái tình yêu mà mình nói là cái tình yêu mà ích kỷ đâu nha. Bởi vì sao? Có những người mà tôi kêu là tình yêu ích kỷ, quan tâm quá đáng. Anh đi đâu vậy? Anh gặp gỡ ai? Mấy giờ anh về? Bây giờ cái gì mà cũng hỏi như thế thì làm sao? Đúng là cái đó là sao? Không làm cho người mình yêu cảm thấy thoải mái, mà cảm thấy là sao? Giống như là bị tra tấn, bị bóp chặt. Đó. Nên thưa quý ông bà, anh chị em, một cái hình ảnh rất là đẹp, đó là con diều. Đó. Con diều mà muốn bay cao thì sao? Phải thả dây ra. Thả dây ra thì con diều mới bay cao được chứ. Còn bây giờ mình cứ níu kéo dây lại thì làm sao con diều bay cao được. Đó. Cũng thế, cái sự thành công của người vợ hay là người chồng, đó là do cái người kia, người ta biết cầm dây, thả ra như thế nào, buông lỏng như thế nào nha. Để con diều, đó là cái sự thành công của người vợ, người chồng, nó thăng tiến. Cái tình yêu của hai người nó được lớn lên. Tôi quý ông bà anh chị em. Đó. Hôm nay thì chúng ta nghe ba cái bài đọc. Thì cái bài đọc một, chiếc sách Huấn Ca, khen ngợi về cái hình ảnh của người vợ. Còn cái bài đọc thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi thiên hữu Ê-phê-sô thì nói là sao? Người vợ hãy phục tùng chồng như phục tùng Chúa. Đó. Bởi vì Chúa là đầu. Đó. Rồi bên cạnh đó thì làm sao? Không chỉ như thế dừng lại đó, mà Thánh Phaolô nói là sao? Hỡi các người chồng, hãy yêu thương vợ mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình. Nó luôn luôn là có hai phía như vậy đó. Mình đòi hỏi người khác yêu thương mình, nhưng mà sao? Mình cũng phải biết yêu thương người khác chứ. Mình đòi hỏi người khác quan tâm tới mình, nhưng chính mình cũng phải biết quan tâm tới người khác chứ. Đấy.
Nên thưa quý ông bà, anh chị em, cái đời sống hôn nhân á, nó chỉ đẹp khi mà sao người ta biết yêu thương lẫn nhau, biết quan tâm lẫn nhau, nha. À, có cùng chăm lo cho nhau, nha, thì người ta sẽ được lớn lên và cái tình yêu đó chỉ nở mãi mãi. Và cái tình yêu đó nó chỉ nở khi mà chúng ta biết noi gương Chúa mà thôi. À, Thiên Chúa yêu thương, Chúa Cha yêu thương Chúa Con, Chúa Con yêu thương Chúa Cha, và tình yêu đó phát sinh Chúa Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần chính là cái nguồn tình yêu đó. Vậy qua cái ngày lễ ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho anh Liêm, chị Chi, cũng như là chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta được tràn đầy tình yêu của Thiên Chúa, tức là Thánh Thần của Chúa hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, để những hành động đơn sơ nho nhỏ ở trong cuộc sống của chúng ta nó mang ý nghĩa của tình yêu. Một cái câu nói, một nụ cười, một ánh mắt tuy nó nhỏ nhưng mà sao nâng đỡ người ta rất nhiều đó. Chúng ta hãy cầu chúc cho nhau những cái điều tốt đẹp để cuộc đời của chúng ta luôn luôn là chứng nhân của tình yêu của Thiên Chúa giữa thế gian này. Tưởng nhớ lại lễ cử hành năm xưa, trong đó qua bí tích hôn phối, anh Liêm và chị Chi đã được liên kết cuộc sống với nhau bằng mối dây không thể tháo gỡ. Giờ đây trước mặt Chúa, anh Liêm và chị Chi sẽ lặp lại những lời đã hứa mà năm xưa anh chị đã cam kết với nhau. Anh chị hãy khẩn cầu Chúa ban ơn để những lời hứa này được nên vững bền. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, vì nhờ ơn Chúa con đã nhận bà đây làm vợ. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, vì nhờ ơn Chúa con đã nhận ông đây làm chồng. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa, với lòng nhân hậu Chúa đã hiện diện trong suốt cuộc sống của chúng con. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, chúng con nài xin Chúa phù trợ để chúng con luôn trung thành yêu thương nhau, hầu trở nên những nhân chứng của giao ước mà Chúa đã ký kết với loài người. Xin Chúa gìn giữ các anh chị mọi ngày trong suốt cuộc đời. Xin Ngài an ủi anh chị lúc gian nan, phù giúp anh chị khi thịnh vượng, và cho nhà cửa của anh chị được tràn đầy phúc lành của Ngài. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng ta. Amen. Lạy Chúa, xin gia tăng và thánh hóa tình yêu của tôi, các tôi tới Chúa đây, để những người đã trao cho nhau những chiếc nhẫn này làm dấu chỉ lòng chung thủy cũng luôn được thăng tiến trong ân sủng của bí tích. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
trong tiếng hát lời ca. Anh chim hãy cầu nguyện để hy lê của tôi cũng là quanh chép để Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, khi Đức Kitô bị treo trên thập giá, Chúa đã cho máu và nước từ cánh sườn người chảy ra để nói lên mầu nhiệm nhân loại được tái sinh. Xin thương nhân của lễ chúng con dâng lên để tạ ơn Chúa nhân ngày kỷ niệm hôn phối của anh Liêm và chị Chi và ban cho họ muôn phúc lộc trong cuộc sống gia đình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thanh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đau và xin ơn cứu độ cho chúng con. Vì yêu thương Cha đã tạo dựng con người và nâng họ lên địa vị cao quý để tình yêu vợ chồng nên hình ảnh tình yêu của Cha. Cha lại không ngừng kêu gọi họ sống theo luật bác ái để họ tham dự vào tình yêu bất tận của Cha. Chính bí tích hôn nhân diễn tả tình yêu đó, đồng thời cùng thanh hiên tình yêu nhân loại nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người hiệp với toàn thể thiên thần và các thanh, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng Cha và tung hô rằng: Chúa là Thiên Chúa cương đạo bình, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên cao tầng trời, chúng tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên cao tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con, mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi từ người nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trả cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cùng tạ ơn cho các môn đệ mà nói:
tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thánh giá mà sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy, lạy Chúa, khi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận Chúa, tôn nhen và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Giuse, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, 300 năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Chúng con ca ngợi và chúc tụng Chúa là Thiên Chúa và là đấng tạo dựng muôn loài. Ngay từ đầu Chúa đã dựng nên người nam và người nữ để họ nên một cộng đoàn sự sống và tình yêu. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đoái thương ban phúc lành cho cuộc sống gia đình của các tôi tớ Chúa đây là anh Liêm và chị Chi, để cuộc sống này biểu lộ hình ảnh sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Vậy hôm nay xin Chúa nhân từ nhìn đến các tôi tớ Chúa đây, và như Chúa đã gìn giữ họ thông hiệp với nhau khi được vui mừng cũng như lúc phải lao nhọc, xin Chúa không ngừng làm cho giao ước hôn nhân của họ được sống động, củng cố tình yêu và mối dây an bình nơi họ, để cùng với đàn con cái bao quanh họ luôn được hưởng phúc lành của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Ông bà anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
tình yêu từ ngàn xưa Chúa ban cho trần gian. Tình yêu đời đời bền vững dẫu vũ trụ này xoay vần. Vì yêu mà Ngài chịu chết treo trên cây thập hình, chứng minh mọi tình Chúa cả thiên đình hiến thân mình. Tình yêu con xin dâng lên tòa cao, con xin ơn phú giang dào. Tình yêu đi qua bao năm tháng, mãi luôn ngọt ngào. Dầu sáng hay tung thiêu, khỏe mạnh đau yếu, trọn đời vẫn có nhau. Thuyền con bơ vơ trôi giữa dòng tố, Chúa sẽ dẫn tới bên bờ. Bàn tay Ngài phù trợ nâng đỡ, Chúa che từng giờ. Dù bao nhiêu nguy khó, giữa ngàn sóng gió thuyền về cõi trời mơ. Dù ngon ngàn lời hoan chúng đỡ trên bờ môi, cầu xin tình hồng son sắt bước đi cho trọn kiếp người. Từ nay lời thề nguyện sống chết cho nhau cả một đời, mến thương nhau hoài bước đi chung đường mãi không rời. Tình yêu con xin dâng lên tòa cao, cúi xin ơn phúc giang dở. Tình yêu đi qua bao năm tháng, mãi luôn ngọt ngào. Giàu sang hay tung thiêu, khỏe mạnh đau yếu, trọn đời vẫn có nhau. Thuyền con bơ vơ trôi giữa dòng tố, Chúa sẽ dẫn tới bên bờ. Bàn tay Ngài phù trợ nâng đỡ, Chúa che từng giờ. Dù bao nhiêu nguy khó, giữa ngàn sóng gió thuyền về cõi trời mơ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hai người con Chúa đây là Anh Liên và Chị Chi vừa được mình và máu thánh Đức Kitô bô dương, xin cho họ biết mở rộng tâm hồn, sống vui vẻ yêu thương để xây dựng một gia đình thuận hòa đạo đức, luôn sẵn sàng lấy tình bác ai mà nâng đỡ mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa là Cha toàn năng ban cho anh chị được hưởng niềm vui của Ngài. Xin con một Thiên Chúa thương xót phù trợ anh chị khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Xin Chúa Thánh Thần hằng tuôn đổ tình yêu của Ngài xuống lòng anh chị. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. 30 năm chuỗi ngọc hồng ân, tình Chúa vẫn thương dạt dào, tình Chúa chứa chan ngọt ngào. Chúng con xin cảm tạ Chúa đã bên cạnh chở che.
gìn giữ và đồng hành cùng chúng con trong chặng đường chúng con đã cùng nhau tiến bước. 30 năm là bấy nhiêu ngày chúng con cần đến Chúa. Chúng con nương tựa Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương gia đình thánh gia Nazareth xưa, để chúng con luôn biết sống vì Chúa, yêu thương tha nhân, làm rạng danh Ngài. Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt cuộc đời, tình mẹ cha vẫn theo con. Chúng con xin tạ ơn Chúa cho chúng con có mẹ, có cha. Các Ngài là mẫu gương về đời sống mẫu mực, chan hòa và thủy chung để chúng con noi theo. Xin Chúa cho cha mẹ chúng con được dồi dào sức khỏe, luôn sống trong thánh ân Chúa và phụng sự Ngài. Amen. Chúng con tạ ơn Chúa cho chúng con có mẹ có cha, luôn luôn sống hài hòa trong tình yêu mến thiết tha. Hôm nay mừng kim khánh dân tiến cuộc đời chân thành, xin Chúa thương chăn lành để đời cha mẹ thêm xanh. Ta ơn Chúa cho cha mẹ, ta ơn Chúa cho cha mẹ chân thành vui sống. Cha luôn luôn sống hòa đồng, xây tình hiệp nhân mến thương. Hôm nay mừng kim khánh dân tiến cuộc đời chân thành, xin Chúa thương trong lành để đời cha mẹ thơm danh. Ta ơn Chúa cho cha mẹ, ta ơn Chúa chân thành vui sống. Ta ta ơn Chúa cho cha mẹ, ta ơn Chúa cho cha mẹ luôn thắm tình yêu thương. Chúng con tạ ơn Chúa cho chúng con thấy được mẫu gương sống thân sống cạn trường để cho chúng con, luôn trông cậy vào Chúa tuân giữ lời Ngài hết lòng, như đóa hoa tươi hồng cả đời xinh đẹp thơm hương. Ta ơn Chúa cho cha mẹ, ta ơn Chúa cho cha mẹ chân thành vui sống. Là hạnh phúc và cảm động. Con xin thay mặt cho gia đình con xin chân thành cảm ơn cha thức và tất cả các sư, toàn thể anh chị em trong công đoàn, đặc biệt ca đoàn Mỹ Phước đã thương yêu và quan tâm đặc biệt và đã hiệp thông tổ chức dâng thánh lễ và cầu nguyện cho vợ chúng con kỷ niệm 30 năm hôn phối. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Nguyện xin ơn trên, nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria
đổ tràn đầy ơn lành, ban tràn đầy hồng ân đến cho cha, cho các sơ và toàn thể cộng đoàn Mỹ Phước chúng con. Sau đây con xin trân trọng kính mời cha, và nếu có thể được các sơ nữa và toàn thể cộng đoàn anh chị em có mặt trong buổi lễ hôm nay tham dự bữa tiệc kỷ niệm 30 năm hôn phối của chúng con tại nhà hàng Adora vào lúc 6 giờ chiều. Dạ, con xin chân thành cảm ơn. Cho nhau, nguyện cầu cho nhau, nguyện cầu cho nhau.